Làm cách nào để rút split token từ dashboard? Để nhận phần thưởng bằng Antima với sản phẩm DeFiU, bạn cần rút split token về ví của mình trong ứng dụng Smart Wallet. Đừng quên kích hoạt ví của bạn để thực hiện giao dịch với token split. Để kích hoạt, chỉ cần chuyển một smart vào ví của bạn. Như vậy, để rút split token, hãy mở dashboard trên trang web DeFiU. Ở trên cùng bên trái, bạn sẽ thấy số dư split có sẵn với nút payout. Hãy nhấn vào nút này. Chú ý, để rút token, cần bật bảo mật hai lớp. Một cửa sổ sẽ mở, trong đó bạn sẽ cần dán địa chỉ ví split của mình. Địa chỉ có thể được sao chép trong Smart Wallet. Dán địa chỉ đã sao chép, chỉ định số lượng split cần rút và nhấp vào nút transfer. Một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn cần nhập mã xác thực hai yếu tố. Mở ứng dụng Google Authenticator và nhập mã hiện tại trong ứng dụng vào ô thích hợp. Nếu bạn làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy thông báo rằng yêu cầu rút token đã được tạo. Token sẽ sớm đến ví bạn đã chỉ định. Bạn sẽ tìm thấy lịch sử payout trong phần payout. History. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn. Chúng tôi chúc bạn làm việc thành công.